cái quá trình chúng ta làm kinh doanh. Để làm được kinh doanh trên online, chúng ta cần 5 bước như sau. Chuẩn giá vé cái kiến thức ở đây. Anh em cùng chắc đấy nhá, tất cả cùng làm đấy nhá. Phải làm nhá, từ phải làm. Rồi, một là năng lượng. Anh em muốn làm được ok, năng lượng. Người có năng lượng cao là người giành chiến thắng. Ví dụ, cùng là một thằng đi bán phần mềm tiếng Anh, nhưng mình là thằng năng lượng nhất. Ngày nào mình cũng ra rả trên mạng xã hội là mình nhỉ, bán phần tiếng Anh, thì thằng khác nó tìm mua hàng của mình. Ngày nào mình cũng làm mỹ phẩm thì nó mua mỹ phẩm của mình, đúng không? Thì nhờ vậy nó sẽ ngon nha. Đấy là gì ạ? Người có năng lượng cao là người giành chiến thắng. Cái thứ hai là ăn lên, là bỏ cái thứ cũ đi để học cái mới. Cái thứ ba là gì ạ? Bài toán thỏ đẻ. Anh em phải nhớ bài toán này, lên mạng xuất thêm để mình có động lực làm video. Nếu mà làm video thì nó cứ vậy nó ra tiền cho mình. Cái thứ tư ở đây đó là gì ạ? Lộ trình 5 bước. Chúng ta phải làm đúng bước này. Hay là xây nhà cũng thế. Trước khi xây nhà mà không có tấm bản đồ, không bản thiết kế đấy, là xây loạn lên, đúng không? Hay là mình muốn đi từ điểm A đến điểm B mà không bản đồ trong tay ấy. Ví dụ mình muốn đi từ Nha Trang đến Hà Nội mà đi xe máy không bản đồ trong tay, thì mình có dám đi nhanh không? Thứ nhất, không dám đi nhanh. Thứ hai là vừa đi là vừa đi nhầm nơi, phải hỏi thăm đủ kiểu. Nhưng nếu trong tay có bản đồ rồi thì mình đi nhanh không? Đấy, chúng ta cần có điều này. Ở lộ trình, chúng ta đã vẽ cho mình một cái lộ trình rồi, từng bước một rồi, cứ vậy là đi. Cho dù đi chậm đi chăng nữa, nhưng mà mình đã có hướng đi đúng rồi thì kiểu gì nó sẽ thành công. Ngày hôm nay mình chưa giỏi học, mai mình học tiếp mình giỏi thì kiểu gì mình cũng giỏi. Còn nếu mà hôm nay mình đi hướng này, sao mà đi hướng khác chết luôn, đúng không? Hôm nay mình bảo làm video hài, ngày mai thằng khác bảo làm video hài không được đâu mày ơi, làm cái khác đi, thế lại bỏ cuộc, đúng không? Là chết nhá. Hướng đi phải đúng ngay từ ban đầu. Rồi bắt đầu. Hướng đầu tiên số 1 là này, 4.1. Đó là thị trường ngách. Cái thứ hai có nghĩa là xem khán giả tìm kiếm từ khóa gì. Cái 4.3 đó là nội dung, chúng ta mới làm nội dung. Bước thứ tư đó là làm hệ thống đa kênh. Hệ thống đa kênh. Bước thứ năm là tự động hóa. 4.5 là chúng ta làm một thứ gọi là tự động hóa. Rồi, chúng ta làm như sau. Thế nào là thị trường ngách? Thì thị trường ngách này gồm có 3 phần. Thứ nhất là bên trong, thứ hai là bên ngoài, thứ ba là đối thủ. Thì bây giờ tôi sẽ ví dụ cho một người. Ví dụ nhá, tôi sẽ hỏi một người bất kỳ ở đây ai sẵn sàng rồi ví dụ cho. Thì giơ tay, bật nút raise hand lên. Chuẩn sẽ ví dụ cho một người. Thế cho thầy. Ok anh, bắt đầu nhá. Ok, thì để làm được cái thị trường khách này chúng ta có những thứ như sau. Là nó có bên trong và bên ngoài. Rồi, bắt đầu nhá, bắt đầu anh Hào. Thì anh em ghi lại bài, xong rồi làm bài tập. Thì bên trong nó gồm có 7 phần anh Hào nhá. Thứ nhất, nó là đam mê. Anh có đam mê gì không? Đam mê đá bóng. Đá bóng, đá bóng. Còn gì nữa anh? Tập thể thao. Còn thể thao là gì nữa? Đạp xe. Rồi, thể thao được rồi, gì nữa anh? Đam mê bất động sản. Rồi, đam mê bất động sản. Còn gì nữa anh? Đam mê Mercedes. Đam mê phát triển bản thân thành các doanh nhân. Rồi, ok, rồi. Vì vậy, bên trong nhá, rồi tiếp tục này. Đam mê ngoài đam mê ra này. Cái tiếp theo là có tài năng thiên bẩm. Anh có tài năng gì không? Không có tài, không có tài, chỉ có cái tài nói khéo thôi. Tài nói là gì ạ? Ăn nói. Đấy được rồi, cái tài năng nhỉ? Cái tài năng này là hay nhất đấy nhỉ? Em thấy là tất cả tiền tôi kiếm được là từ ăn nói mà ra. Không, làm nghề gì cũng từ ăn nói mà không? Tất cả mọi người đều người nhờ ăn nói mà ra. Mọi thứ là có phải là nói không? Nếu mà kiếm nhiều tiền ấy, là cái nghề nói là nghề nhiều thế là nhiều nhất là không? Còn nếu mà làm chân tay ấy, bốc vác các thứ ấy, không nhiều tiền. Sức mạnh của ngôn từ. Tại sao con người chúng ta nhỏ bé mà chúng ta có thể giết chết tất cả những loài vật khác? Khủng long, khủng liếc là thua hết chúng ta hết đúng không? Là bởi vì chúng ta sẽ có ngôn ngữ. Những con vật khác ấy là họ gì ạ? Họ không có ngôn ngữ. Các con vật ấy nó chỉ biết con chó gâu 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 hết đúng không? Còn con người ta có ngôn ngữ. Nên con người ta đoàn kết. Ví dụ đợt dịch Covid vừa rồi, tất cả mọi người đeo khẩu trang. Là sức mạnh của ngôn ngữ, đúng không? Thì con người chúng ta hơn nhau ở ngôn ngữ nên làm cho nó luyện. Làm sao nói cho nó hay vào đúng không anh chị?
Khi mà làm video cũng thế, muốn làm video hay phải nói hay đúng không? Nói rõ ràng, nói hay người ta mới nghe. Hay làm livestream cũng thế. Nên là cái việc ăn nói của anh là tài năng rất tốt, tài năng thiên bẩm nha, rất hay. Đấy được rồi nha. Chứ người nhiều bỏ, nhiều bỏ mày nói phép không à mẹ? Muốn nói phép hay ấy thì trong đầu có kiến thức đúng không? Có kiến thức nói phép hay được chứ, chứ không kiến thức nói phép làm sao mà hay được, đúng không? Nha. Rồi tiếp nha. Đấy, tài năng thiên bẩm. Tiếp theo là sứ mệnh. Bây giờ nếu mà anh giàu có rồi, anh không phải làm gì nữa, anh sẽ làm việc gì? Tạo người nào một người có giá trị, chia sẻ những cái gì có giá trị cho cuộc sống, cho môi trường xung quanh. Okay, biết rồi, mình làm nhanh. Tiếp theo là kiến thức. Bản thân em có kinh nghiệm gì không? Kinh nghiệm của anh là gì ạ? Kinh nghiệm đầu tư sản đúng không anh? Đầu tư. Rồi. Kinh nghiệm gì nữa không ạ? Kinh nghiệm về đào tạo. Đào chia tạo. Sẻ. Ok. Rồi kinh nghiệm anh để nguyên nhé. Ok rồi. Kiến thức. Anh có kiến thức về lĩnh vực gì? Bất động sản. Anh có kiến thức về video marketing không? Ví dụ sau khi này anh có kiến thức về video marketing. Để ví dụ nhá. À, mình có kiến thức về video, đúng không ạ? Đấy. Có kiến thức về cái gì đó chẳng hạn. Thì mình lưu đấy nhá. Ví dụ anh chị em khác ở trong lớp học này là tôi kiến thức về tiếng Anh là kiến thức của tôi. Được chưa anh chị? Tiếng Anh. Rồi, tiếp theo cái điều nữa đó là gì ạ? Điều đang học. Ví dụ ngày hôm nay anh đi học em làm video marketing thì ngày mai anh có thể mang cái điều này đi chia sẻ luôn, đúng không ạ? Có nghĩa là lấy cái này mình áp dụng đi vào trong ngành nghề của mình là ok. Bên ngoài là những cái điều mà bên ngoài đang cần anh chị nhá. Có nghĩa mình làm cái gì bắt được bên ngoài nữa. Bên ngoài cũng có sức khỏe, có nghĩa là mình bên ngoài họ cần cái chủ đề gì. Ví dụ anh chị em ở trong này là bán tiếng Anh là chính đúng không? Bán học tiếng Anh, nhưng nếu mình có kiến thức về sức khỏe thì mình vẫn làm cái sức khỏe, không nhất cứ về tiếng Anh. Mình có tài năng về sức khỏe, mình rất giỏi sức khỏe thì mình làm một kênh về sức khỏe để hút khán giả về với mình, sau đó bán học tiếng Anh là chuyện bình thường, chứ không nhất cứ phải gì ạ? Tiếng Anh trong khi mình học tiếng Anh vẫn không phải nên anh chị đấy nhỉ. Bắt đầu bên ngoài là bên ngoài có nhu cầu là sức khỏe thì mình làm sức khỏe. Cái tiếp theo là giàu có nghĩa là người ta muốn sự giàu có. Tiếp theo muốn sắc đẹp, có nghĩa là con người ta muốn sắc đẹp. Tiếp theo người ta muốn có thành công, muốn có thành công trong cuộc sống, muốn có mục đích sống, ứng dụng công nghệ. Ví dụ người ta muốn dùng công nghệ đúng không? À, làm thế nào để dùng AI, đấy là dạng một dạng công nghệ. Tiếp theo là hạnh phúc. Nhiều người muốn làm chủ đề hạnh phúc, nếu mà mình có gia đình hạnh phúc thì là hạnh phúc. Tiếp theo tình dục, nếu mình giỏi vấn đề này thì mình nói về vấn đề tình dục, kiếm rất nhiều tiền. Tiếp tục mình nói về mối quan hệ giữa mẹ và con, bố mẹ đúng không? Mình làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với con cái thì sau đó mình bán học tiếng Anh vẫn ok đúng không anh chị? Rồi mình làm tiếp theo về vấn đề gì ạ? Tâm linh tinh thần. Nếu ai giỏi vấn đề này vẫn làm được điều này nhá, hút người khác về với mình bằng tâm linh tinh thần. Và một dạng khác là phát triển bản thân. Như Duẩn đang học là gì ạ? Đang dạy phát triển bản thân, mỗi ngày giỏi một chút. Và ví dụ đối thủ, có nghĩa mình đi tìm một thị trường xanh, một cách làm khác. Đấy. Thì đây là gì ạ? Ba cái thứ này. Chúng ta bước một quan trọng nhất là mình xác định cho mình một thứ gọi là thị trường ngách. Trong thị trường ngách gồm 3 phần. Một là bên trong. Nếu mà chúng ta nói những gì ở bên trong mình có ấy, thì lúc này không cần phải nghĩ đâu anh chị. Nói cả ngày nó không chán, nó vui, nó có hồn. Còn nếu bây giờ mình nói một cái điều mình không giỏi là nó không được. Thứ nhất, bắt đầu từ bên trong. Cái thứ hai là bên ngoài. Bên ngoài có nghĩa là mình phải xem khán giả cần cái chủ đề gì thì mình nói chủ đề đấy, chứ không phải mình nói cái điều mình đang có. Cái thứ ba là đối thủ. Duẩn ví dụ bây giờ Duẩn là một người đào tạo làm video marketing, mà nếu bây giờ mà Duẩn suốt ngày ngồi chỉ mọi người cách làm thế nào để quay video